Chào anh em nhé. Đây là tôi có gốc tròn mỏi trâu đây này anh em này. Gốc này chắc tôi đào trong được hơn một tháng rồi anh em ạ. Đây này. Hôm nay thì ươm trồng trong cái bì này mà nó phát triển khá là tốt. Anh em nhìn cái cây nó phát triển mạnh thì cái đầu vết cắt nó kéo sẹo rất là mạnh. Thì những cây này thì tôi cũng chỉ ươm với đất không thôi anh em ạ. Không thì mình lấy vải mình đắp vào đấy. Hôm nay dở cái vải ra thì nó có những cái mầm nó lên mạnh thế này. Cái này thì sau này mình lên một cái chậu cạn bẽ ra đến tận dưới đây này anh em này. Nhưng mà khi mình ươm trồng thì mình cứ đắp cho nó kín thế này. Nói chung là những cái cây mà ươm này thì quay nó không được đẹp lắm đâu. Thì theo như đề xuất của một số anh em thì có cái chòi mòi trâu nào mà nó sống khỏe rồi thì mang lên giao lưu với anh em. Thì hôm nay tôi có cái cây này. Lúc này thì chưa bonsai thôi anh em ạ. Nhưng mà nó là một cây rất là đẹp đấy. Tròi mòi trâu này thì quả cực kỳ to anh em nhé. Quả to và chùm dài và nó thóng xuống như bông lục vừng đấy. Đây anh em, quả tròi mòi trâu đây. Quả nó thì nói chung là rất đẹp. Loại này thì quả to đẹp. Mà lá nó cũng rất đẹp anh em nhé. Lá nó khi chơi bonsai thì nó nhỏ lại chứ nó không to mấy đâu. Quả nó thuộc loại là dòng sai quả đấy chứ không phải là... Nó cũng thua, không thua gì loại siêu trái đâu anh em ạ. Quả nó to hơn nhiều. Đây còn cái cây này thì hôm nay tôi giao lưu báo giá với anh em nhé. Tại vì cái cây loại này thì nó cũng không giống như sung với lộc vừng đâu anh em ạ. Mình có thể là nó hiếm lắm chứ không phải là dễ tìm đâu. Tôi thì có một cái bạt đây thì đào thì giờ nó cũng hết rồi. Đâm ra là những cây này thì giá cả thì nó cũng hơi mắc xíu anh em ạ. Cây này thì tôi báo giá với anh em là 450.000 này, tôi bao luôn ship này. Đấy anh em nào ưng mắt thì anh em lấy, còn không thì những cây này tôi có thể là sau này chơi cũng được anh em ạ. Như cây này mà ví dụ như mình làm mà mình lên một cái chậu mà mình uốn cho nó đẹp một xíu anh em. Lên một cái chậu nhỏ, khay nhỏ thôi. Thì giá của nó cũng phải tầm 2 triệu đấy anh em ạ. Mòi thì chơi bonsai rất là đẹp. Thì anh em nào đấy thì liên hệ với tôi nhé. Zalo 0364698230.